hướng dẫn lắp ráp xe đạp thể thao dòng phanh đĩa dầu. Khi bóc nguyên thùng ra thì cái cụm phía sau này đã được lắp sẵn này. Việc của mình chỉ là lắp ghi đông, bánh trước, bê đan, cọc yên và một số chi tiết nhỏ khác. Quà tặng đi kèm khi lấy nguyên thùng thì chắc chắn sẽ có một bộ dụng cụ lắp đặt bao gồm một cái cờ lê đa năng, một cái lục giác hoa thị nếu có này, một lục giác 4, 5, 6. Và việc của các bác là chuẩn bị thêm cho em một cái tua vít hai cạnh bốn cạnh và một cái kìm điện nhé. Và sau đây thì mình tiến hành vào phần lắp đặt. Lắp ghi đông có hai lưu ý khi lắp ghi đông, một là phải chỉnh cho nó cân chính tâm như này, và thứ hai là chỉnh cho cái tay phanh và tay đề này nó chúc xuống phía dưới khoảng 30 độ sau khi đã dựng xe lên nhé. Thường các bác chúc hẳn hay sâu sâu như này là ok. Cái nhiệm vụ khi mà chúc sâu như này thì để mình bóp phanh nó thoải mái hơn và mình bấm đề nó cũng thoải mái hơn nhé. Lắp đĩa phanh, đầu tiên mình rút cái nút nhựa ở trên cái mayơ trước này ra, cái này nhiệm vụ là che chắn khi nó ở trong thùng nhá. Sau đấy thì mình nhìn hướng của đĩa phanh này, có một cái mũi tên hướng về phía trước và mình lắp cái này hướng ra phía trước, thường là cái mặt có chữ nó hướng ra ngoài là chuẩn luôn. Sau đấy là siết đều các con ốc là ok. Lắp ti trục bánh trước. Ở cái trục đời mới bây giờ thì nó có dùng chốt mở nhanh. Đây là cái lẫy khóa mở nhanh này. Một cái long đền lệch, một cái lò xo có đầu to ra ngoài, đầu nhỏ vào trong. Tiếp theo bên này cũng một cái lò xo, đầu nhỏ vào trong, đầu to ra ngoài và một cái EQ. Đầu tiên thì mình tiến hành mở cái EQ bên này và lấy một cái lò xo bên này ra. Tiếp theo thì mình sẽ xuyên từ bên trái qua nhá, từ bên có cái chỗ đĩa phanh qua. Và thường bên này nó sẽ có một cái nút nhựa nữa. Nếu một thì các bác có thể rút bằng tay được, nếu không thì các bác dùng cái ti trục này, các bác đẩy một phát từ bên này qua là cái đây nó sẽ tung ra luôn, rất là dễ nhá. Trong một số trường hợp nó gãy cái lẫy nhựa phía trong này thì mình chỉ cần rút vào và mình đẩy qua cái là ok. Sau đấy mình đặt cái lò xo có đầu nhỏ vào trong và tiếp theo là mình siết nhẹ cái EQ này. Lắp bánh trước, đầu tiên thì mình tháo cái thanh giằng giữ cái càng này, nhiệm vụ của nó là chống cái càng này bị cong vênh trong quá trình vận chuyển. Đây là thanh giằng bằng nhựa, mình giật nhẹ là nó ra. Trong trường hợp thanh giằng bằng trục thép siết đai ốc thì mình vặn lỏng nó ra và cái này cũng bỏ đi nhá. Tiếp theo mình tiến hành đặt cái bánh trước vào. Đấy, đặt bánh trước vào này. Rồi tiếp theo bắt đầu mình tiến hành khóa trục chốt. Đầu tiên là mình để cái khóa này ở vị trí mở xuống phía dưới. EQ bên này mình dùng tay trái vặn chặt vào. Nguyên lý của nó là mình vặn cái này gần chặt xong mình chốt một cái là nó chặt nhá. Thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là các bác vặn chưa tới. Đấy, thì các bác chốt một cái này, nó sẽ không có lực. Thì các bác lại mở ra, các bác vặn thêm. Xong đấy mới chốt. Hai là một cái trường hợp là các bác vặn bên này chặt quá nhá. Bên tay trái này chặt quá. Thì các bác sẽ không chốt được lên. Đây, nó rất là căng. Thì các bác lại mở cái này ra. Nới lỏng con ốc ra bên này ra một chút. Rồi. Một chút. Đấy, xong đấy các bác mới chốt. Và lúc đấy thì chỉnh cái bánh nó cân giữa hai cái háng xe. Và bắt đầu là mình chốt một cái này, mình cảm thấy nó căng tay là ok. Mình lắc cái bánh không thấy lắc một tí nào nữa là ok. Lắp củ phanh dầu. Trên củ phanh dầu thường nó sẽ có một cái miếng nhựa này. Nhiệm vụ của nó là lót để tránh hai cái má phanh này nó ép sát vào nhau. Vì khi ép sát vào nhau mà mình nhấp nhả cái tay phanh dầu ấy thì rất là dễ nó bị ra dầu ở cái phớt piston ở chỗ này. Thế là nhiệm vụ của nó đầu tiên thì mình sẽ vứt cái này ra trước. Sau đấy trong trường hợp hai cái má phanh này nó quá khác sát nhau ấy thì các bác dùng cái tua vít hai cạnh hoặc cái mũi dao gì đấy mỏng mỏng các bác luồn vào giữa này. Các bác tách rộng nó ra để khe nó về vị trí mắc nhá, tức là piston nó sẽ hồi về vị trí mắc. Sau đấy bắt đầu mình mới tiến hành lắp. Thì lắp cái này nó rất là đơn giản thôi, chỉ có là luồn cái đĩa phanh vào chính giữa hai cái khe này, sau đấy là vặn ốc thôi. Đây là cái loại mà dùng ốc ở phía sau vặn vào. Đây, phía sau vặn vào. Có một loại số loại nữa thì nó sẽ dùng ốc ở hai bên này, thì ở chỗ này nó sẽ cầu ngang sang cái thanh này thì nó vẫn sẽ có hai con ốc này nhá. Nhưng mà nó sẽ kiểu bắt, nó sẽ bắt ngang thì nói chung là nó cũng khá là dễ quan sát thôi. Sau đấy tiến hành mình xếp ốc là được. Chỉnh củ phanh dầu, đầu tiên mình cần hiểu nguyên lý của nó. Khi mình bóp phanh thì cả hai cái má này sẽ đồng thời ôm sát vào nhau. Khi mở thì nó sẽ tách ra, cũng là tách ra đều với nhau.
hai con ốc này nhìn từ phía sau lại nhá, nó cho phép chỉnh củ phanh để làm sao nó tình tiến theo chiều ngang, để cái đĩa phanh nó nằm chính giữa hai cái má phanh. Đầu tiên thì mình sẽ vặn lỏng hai con ốc này ra, con ốc phía dưới cũng thế này. Trong trường hợp nhà sản xuất nó đang vặn rất là chặt ấy, thì mình dùng một cái cờ lê mình làm thêm cái thành nó cái cong nó dài hơn, thì mình vặn ngược cái này là nó ra nhá. Tiếp theo mình tiến hành mình nhìn từ trên này xuống này, để làm sao mình chỉnh cái củ phanh này cho cái đĩa phanh nó nằm chính giữa hai cái má là ok. Sau đấy mình nhìn này, nó chính giữa hai cái má rồi, bắt đầu mình siết đều hai con ốc này là ok, rất là ngon luôn. Trong trường hợp đĩa phanh nó bị cong vênh, một vài điểm nó sẽ chạm xoẹt 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 xoẹt, thì mình cần xác định cái điểm chạm nhá. Đầu tiên ví dụ các bác quay một vòng như này, đến cái điểm này nghe thấy nó xoẹt một cái thì biết là chỗ này nó chạm rồi. Mình tiến hành này, mình nhìn xem là nó là chạm mép ngoài hay chạm mép trong, sau đấy mình dùng ngón tay mình đặt vào đây và mình đưa nó ra đây. Tiếp theo mình áng chừng nó sẽ lùi vào khoảng tầm 2 phân, tức là vào chỗ này, tức là điểm này nó bị chạm, và tiến hành mình dùng một cái tô vít. Nếu nó chạm ở cái mép ngoài này thì mình dùng cái tô vít này mình luồn vào đây, mình bẩy nó vào trong một chút. Nó chạm vào mép trong thì mình luồn ngược lại từ trong này ra, mình luồn ra, mình bẻ ra một chút là ok. Với cái phanh dầu, vì là cái nguyên lý của nó là hai cái má phanh này nó nhả đều, cho nên nó có một cách chỉnh khá là nhanh, nhưng mà không phải áp dụng được cho tất cả các loại phanh dầu, là vì là cái độ chính xác của nó cũng không phải là quá cao. Thì đầu tiên mình vẫn mở ra như bình thường như này, mình vẫn mở ra, sau đấy tiến hành mình bóp phanh dầu đây này, bóp một cái thì hai cái má phanh nó sẽ ôm sát vào nhau, thì từ đấy là cái đĩa phanh nó vô hình chung nó sẽ nằm chính giữa hai cái má phanh luôn. Sau đấy mình tiến hành này, mình siết căng tay đấy, siết căng đều luôn, thì là cái đĩa phanh nó nằm chính giữa hai má phanh, và lúc đấy mình nhả cái má phanh ra, nhả tay phanh ra thì hai cái má này nó tách ra và cái đĩa của nó vẫn sẽ cách đều hai cái má sau khi đã được nhả ra. Đấy là một mẹo rất là ngon luôn. Tuy nhiên thì cái cách này không áp dụng với tất cả phanh dầu nhé, các bác lưu ý này, bởi vì cái này nó là một cái mẹo thôi. Có những cái phanh dầu nó nhả không cân thì sẽ một bên nó nhả nhiều, một bên nó nhả ít, thì từ đấy các bác chỉnh như này nó cũng không chuẩn lắm. Thì lại quay lại cái phương thức như lúc đầu em hướng dẫn ấy, là nhìn cái đĩa phanh nó nằm chính giữa hai má phanh và siết đều là ok. Lắp cọc yên, đầu tiên mình đập cái nút cao su tròn tròn này vào đây. Nhiệm vụ của nó là cái răng chống nước, nó sẽ chống nước nó trôi vào cái khung xe. Cái này thì có xe có xe không nhá. Sau đấy tiến hành mình đặt cọc yên vào và siết ốc, vì cái này nó dùng lục 4mm này, thì mình siết căng đều là ok. Trong trường hợp nó dùng cái trục chốt mở nhanh như thế này thì nguyên lý của nó đầu tiên là dùng cái lẫy này ở cái vị trí mở, sau đấy mình vặn cái núm này đến khi nào nó gần chặt nhá, thì các bác chốt cái này đấy là nó chặt nhá. Trong trường hợp các bác vặn cái núm bên này căng quá thì các bác sẽ không chốt được cái này vì nó sẽ khá là nặng, thì các bác lại mở ra nới lỏng nó ra. Mà trong trường hợp các bác vặn chưa tới nơi ấy, các bác một chốt một cái đi nó khá là lỏng, thì các bác nó sẽ xoay vẫn sang cái cọc yên này, thì các bác lại vặn thêm cái bên này thêm một chút và cho đến các bác mới chốt lên trước như này, nó chặt, cảm thấy nó căng tay và lắc cái yên nó không bị xoay là ok. Lắp bê đan, trên bê đan sẽ có một chiếc có chữ L là lắp ở bên trái và nó là ren ngược, tức là vặn ngược chiều kim đồng hồ là nó sẽ vào, và một chiếc có chữ R là vặn bên phải và nó vặn như bình thường thuận theo chiều kim đồng hồ nó sẽ vào. Đầu tiên mình lắp chữ L ở bên trái trước, mình vặn ngược chiều kim đồng hồ. Lắp phản quang, cái phản quang màu trắng thì sẽ lắp ở phần ghi đông và phản quang màu đỏ sẽ lắp ở cọc yên nhé. Chiếc pô tăng và khóa hướng lái, ở vị trí này nó sẽ có 3 con ốc. Con ốc trên đỉnh đầu này nhiệm vụ siết để cho cái cổ này nó không bị rơ và cũng như không bị bó. Hai con ốc ngang này nhiệm vụ của nó là khóa hướng lái, tức là mình chỉnh thẳng và mình siết căng tay. Đầu tiên mình tiến hành nới hai con ốc ngang này trước nhá, nới lỏng nó một chút này. Tiếp theo bắt đầu mình tiến hành siết con ốc trên đỉnh đầu này. Thường nó sẽ siết hơi căng tay một chút là ok. Sau đây các bác test này, lắc cái này nó không bị rơ và đảo cái tay lái này nó không bị bó là nó đạt chuẩn. Trong trường hợp cái này nó vẫn bị rơ thì các bác siết thêm bên này một chút, mà trong trường hợp lắc cái tay lái này nó bị bó thì mình lại nới lỏng con ốc này ra thêm một chút nhá. Đây là em đã siết là ok rồi, căng tay một chút là ok. Sau đấy tiến hành mình chỉnh cái ghi đông này thẳng theo hướng lái là thẳng theo khung và thẳng theo bánh trước.
Sau đấy mình siết hai con ốc này để khóa hướng lái, và mình chỉ cần siết căng tay và siết đều hai con ốc này là ok. Cuối cùng là mình tiến hành bơm xe. Các bác lưu ý là vừa bơm vừa nhìn hai bên cái mép vành này. Nếu trong trường hợp nó bật ra thì mình sẽ xả hơi ra, sau đấy mình nắn lốp và mình bơm lại là ok nhá. Và sau đấy mình lắp một số chi tiết nhỏ khác như kiểu chắn bùn ngắn thì phía trước, chắn bùn dài phía sau và gọng bình nước và chân chống nếu có. Rồi cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác lắp đặt được mỗi xe thật là ưng ý.